Xin chào mọi người. Chúc mọi người có một Giáng sinh an lành hạnh phúc. Chúc tớ có một Giáng sinh chăm chỉ lên truyện. Chàng rể phế vật tập 864. Khanh Hải rơi vào trầm tư, hiển nhiên là không đoán được ý đồ của Lâm Minh. Khanh Hải đại nhân, yêu cầu của Lâm Thiên Sinh cũng không quá đáng. Đại nhân chỉ cần lấy 3 viên đan nhỏ trong phần thưởng mà ám thiên võ thần ban cho là sự việc sẽ được giải quyết. Đại nhân còn phải cân nhắc gì nữa chứ? Tiết Tòng Mệt cau mày nói. Đối với ông ta mà nói, yêu cầu của Lâm Minh quá thật là không đáng kể. Nghe Tiết Tòng Mệt nói đến điều này, Khanh Hải thở dài một hơi, chỉ có thể đồng ý. Được rồi, cho cậu ta. Hắn tùy ý lấy ra 3 bình sứ nhỏ trong người, đổ ra 3 viên đan rồi ném cho Lâm Minh. Là mình phất tay thu lấy đan dược rồi mở lòng bàn tay ra kiểm tra. 3 viên đan dược đều có chất lượng cao. Dù sao nó là do đích thân ám thiên võ thần luyện chế, sao chất lượng có thể thấp được chứ? Tuy nhiên, trong tất cả các loại đan dược của ám thiên võ thần, 3 viên đan dược này hẳn là có phẩm chất thấp nhất. Hài lòng được chứ? Được rồi, chuyện này coi như xong. Lâm Minh bình tĩnh nói, chỉ xong có một chuyện này thôi. Khanh Hải nói một câu đầy ý tứ, sau đó đứng dậy hỏi, Loan Phong đâu? Giám đốc Đào, phiền ông đưa người tới cho Khanh Hải đại nhân. Lâm Minh mỉm cười, được được được. Đào Thành vội gật đầu liên tục rồi chạy ra ngoài ngay lập tức. Một lúc sau, Loan Phong được đưa tới. Lúc này hắn thở hổn hển, hai mắt đỏ hoe, cơ bắp toàn thân như muốn nổ tung. Các người đang làm gì vậy? Tôi sắp vượt qua phòng cơ quan rồi, tại sao các người lại thả tôi đi chứ? Vừa bước vào phòng họp, Loan Phong lập tức tức giận chửi bới. Khanh Hải sững sờ. Nghe Loan Phong nói xong, Khanh Hải có chút thất thần. Hắn câu mày nói nhỏ, Loan Phong đại nhân, anh đã nói như vậy. Khanh Hải đang không hiểu tại sao mình chạy tới cứu Loan Phong mà hắn còn không vui chứ. Lẽ nào tên này muốn tạo phản sao? Nếu không phải cấp bậc của Loan Phong còn cao hơn hắn thì hắn đã giáo huấn cho một trận rồi. Loan Phong rất bực mình, vốn còn định trả treo vài câu nhưng nhìn thấy Khanh Hải đành chọn cách im lặng. Khanh Hải có mặt ở đây đương nhiên là do ám thiên võ thần chỉ thị. Mắng Khanh Hải thì cũng chẳng khác gì mắng ám thiên võ thần, nhưng vấn đề là ai hiểu được tâm trạng của hắn chứ? Phải biết rằng chỉ cần loại bỏ vài cơ quan cuối cùng là hắn có thể quang minh chính đại bước ra khỏi phòng cơ quan. Cho nên hắn đã nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ, chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị hành động thì phòng cơ quan lại bị mở ra, sau đó có người tới lôi hắn ra ngoài. Cảm giác này giống như biết thừa mình sẽ thắng trong game, nhưng đến giờ cuối cùng lại có kẻ hãm tài nào đó kích hắn ra khỏi game vậy. Mặc dù kết quả chung cuộc không tệ, nhưng vẫn cảm thấy hết sức buồn bực. Loan Phong đại nhân, nếu không có chuyện gì, chúng ta về trước khi đã, chủ nhân muốn gặp anh. Khanh Hải trầm giọng nói, hắn cũng không hứng thú tìm hiểu rõ xem rốt cuộc Loan Phong đang nghĩ cái quái gì. Tiết Tầm Mệt gật đầu rồi quay sang nhìn Lâm Minh một lúc, sau đó mới đưa Loan Phong ra ngoài. Việc này, Ngự Bích Hồng đằng sau thấy hai người kia rời đi thì lập tức ra cửa trước mặt Lâm Minh kích động nói, Minh chủ, chúng ta cứ như vậy mà thả người đi sao? Nếu không thì sao chứ? Thế nhưng anh chỉ đợi bọn họ có 3 viên đan dược sao? Tôi thấy đan dược hắn đưa ra chắc chắn là đồ đểu. Việc này sao thể gọi là công bằng chứ? Ngự Bích Hồng cuốn đến nỗi rắp bắp, không, rất công bằng. Đây là một cuộc giao dịch ngang giá. Là mình liếc nhìn 3 viên đan, sau đó cẩn thận cất đi. Ngự Bích Hồng ngẩn người. Tống Ngọc, Đào Thành cũng bần thần không hiểu. Chỉ có Tiết Tòng Mệt đôi mắt như sáng lên, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Tiết đại nhân, chúng tôi muốn tiếp tục thuê căn phòng đó, nhưng không biết các vị muốn bồi thường cho tôi như thế nào? Là mình nghiêng đầu hỏi, yên tâm, đây là đồ tốt, đảm bảo cậu sẽ thích. Tiết Tòng Mệt mỉm cười đáp, tôi có thể chọn phần thưởng được không? Lâm Minh đột nhiên hỏi, chọn sao? Đúng, tôi muốn chỉ định thứ tôi muốn. Không biết Lâm Thiên Sinh muốn thứ gì? Một số dược liệu, hiện giờ tôi còn chưa suy nghĩ xong. Tối nay tôi sẽ bảo Tử Ngọc đưa danh sách tới chỗ ông, như vậy có được không? Được, chỉ cần là thứ tòa nhà treo thưởng chúng tôi có thể cho thì tôi đều có thể cho cậu. Đa tạ. Lâm Minh chắp tay, sau đó rời đi cùng Tử Ngọc và Ngự Bích Hồng. Kỳ lạ thật đấy. Đa Thành không nén nổi mà lẩm bẩm, sau đó quay đầu sang nói, Tiết đại nhân, ông nói Lâm tiên sinh này rốt cục là muốn thứ dược liệu gì chứ? Tôi cũng không rõ.
Tào Tòng Bình suy nghĩ một lát rồi khàn giọng nói: "Tôi có một suy đoán, nhưng cảm thấy nó quá hoang đường." "Suy đoán sao? Suy đoán gì vậy?" Đào Thành tò mò hỏi. "Ba viên đan đó mặc dù là của Ám Thiên Võ Thần, nhưng dược liệu không quý, phẩm cấp cũng bình thường, là thứ không quá quý hiếm. Theo lý mà nói, nó sẽ không giúp ích nhiều cho Lâm Tinh Sinh, nhưng cậu ấy lại muốn ba viên đan này. Như vậy có thể thấy không phải là cậu ấy muốn xin về để uống. Vậy thì dùng để... có lẽ là dùng để nghiên cứu." Tiết Tâm Bệnh khàn giọng nói. "Nghiên cứu sao?" Đào Thành giật mình hỏi lại bằng giọng khó tin. "Lẽ nào Lâm Thần Y muốn nghiên cứu phương pháp luyện đan của Ám Thiên Võ Thần sao? Hoặc có thể cũng có khả năng là muốn học trộm y đạo của Ám Thiên Võ Thần." Tiết Tâm Bệnh nói nhỏ. "Không thể nào, đó chỉ là một viên đan mà thôi." Đào Thành cảm thấy không tin nổi. "Việc học trộm này có thể đó, huống hồ đây là đan thành phẩm đại diện cho y thuật của Ám Thiên Võ Thần." Tiết Tâm Bệnh lắc đầu. "Có điều nói đi cũng phải nói lại, việc này quá sức hoang đường. Ông cứ xem như tôi nói năng hồ đồ đi, đừng để tâm làm gì." Đà Thành im lặng gật đầu, mặc dù vẫn không tin, nhưng không biết tại sao ông ta vẫn cảm thấy việc này hết sức cổ quái. Nếu thật sự có thể làm được việc này, thì thiên phú và trí tuệ của Lâm Thành Y phải ở mức độ nào chứ? Trên một ngọn núi hoang, sương đen bịt mù, bái kiến chủ nhân, Loan Phong quỳ mọt xuống đất, nặng nề dập đầu, nghiến răng kêu lên. Loan Phong đã làm chủ nhân mất mặt, xin chủ nhân hãy trách phạt. Trong tứ vệ của tôi, cậu là người có thời gian theo tôi ngắn nhất, tu vi thấp nhất. Tuy vậy tôi vẫn cất nhắc đưa cậu vào tứ vệ giúp cậu tu hành, nhưng không ngờ ngay cả một kẻ vô danh tiểu tốt cậu cũng không xử lý được. Ám Thiên Võ Thần đứng cạnh vách núi hơi nghi người, đôi mắt trong làn sương đen vô cùng lạnh lùng, nói ra: "Sao, cậu ta mạnh lắm sao? Kiếm chiêu của hắn hoàn mỹ không chút sơ hở." Loan Phong nuốt nước bọt, dường như nhớ đến trận đấu lúc trước, lập tức nhớ giọng nói: "Hoàn mỹ không chút sơ hở sao?" Ánh mắt Ám Thiên Võ Thần lóe lên sát khí. "Chủ nhân, không giấu gì ông, thuộc hạ vốn cũng không muốn tin, nhưng sau khi giao thủ với người kia mới phát hiện ra kiếm chiêu của hắn quả thực không chút sơ hở. Hơn nữa hắn còn dùng thương đan kiếm quyết." Loan Phong khàn giọng đáp: "Thương đan kiếm quyết sao? Cậu ta là người của Thương Đan Võ Thần sao?" "Thuộc hạ không biết, có lẽ không phải." "Tại sao cậu lại nói như vậy?" "Bởi vì lúc thuộc hạ gặp hắn, hắn đang bế quan, nhưng không phải đang tiến hành đột phá tu vi, mà là ngâm cứu kiếm kỹ. Thứ hắn ngâm cứu chính là kiếm kỹ của Thương Đan kiếm quyết." Loan Phong cúi đầu kể lại tường tận mọi chuyện mình thấy. Ám Thiên Võ Thần nghe xong liền rơi vào trầm tư. Không biết trôi qua bao lâu, ông ta mới trầm giọng lên tiếng: "Vậy là kiếm chiêu của Thần Lâm sử dụng là chiêu pháp của Thương Lan kiếm quyết sau khi được sửa đổi đúng không?" "Vâng, tuy thuộc hạ không hiểu về Thương Lan kiếm quyết, nhưng cũng đã từng giao đấu với người Thương Lan Võ Thần. Kiếm chiêu người này dùng so với những người kia lại là hai loại hoàn toàn khác nhau, thuộc hạ không thể tìm ra cách phá giải." Nói vậy thì đây quả thực là kỳ tài. Sát khí trong mắt Ám Thiên Võ Thần càng lúc càng đậm hơn. Tên này phải chết. "Xin chủ nhân hãy cho thuộc hạ thêm một cơ hội, thuộc hạ chắc chắn sẽ không khiến chủ nhân thất vọng." Loan Phong vừa ôm quyền: "Không cần, loại vô dụng như cậu còn bị người ta bắt sống, phái cậu đi nữa để làm mất mặt tôi sao?" Ám Thiên Võ Thần lạnh lùng nói. Sắc mặt Loan Phong thoát xanh thoát trắng, sau đó nhẹ giọng nói: "Chủ nhân, thực ra chủ nhân không cần phái Khanh Hải đến cứu thuộc hạ thì thuộc hạ cũng vẫn có thể thoát được. Thuộc hạ gần đã thông được phòng cơ quan, vốn sắp có thể trở tại bên cạnh chủ nhân." "Phòng cơ quan sao?" "Đúng vậy, tên họ Lâm kia không giết thuộc hạ mà nhốt vào trong phòng cơ quan ở tòa nhà treo thưởng." "Sao ta không nhốt cậu ở nhà giam của tòa nhà treo thưởng chứ?" Hình như Ám Thiên Võ Thần nghĩ ra điều gì đó, lập tức truy hỏi. "Việc này thuộc hạ cũng không biết." Thì sắc mặt khác lạ của Ám Thiên Võ Thần, Loan Phong có chút chột dạ. Huyết nhãn của Ám Thiên Võ Thần chợt động, khàn giọng nói: "Tôi hỏi cậu, Thần Y Lâm có từng nói gì với cậu không?" "Nói gì cơ?" "Cũng không có gì." Loan Phong trầm tư một lát, hình như nghĩ ra điều gì đó, lập tức đáp: "Tên họ Lâm này muốn ép thuộc hạ nói cho anh biết công pháp lộ số của chủ nhân, nhưng bị thuộc hạ từ chối. Thuộc hạ thà chết cũng không bán đứng chủ nhân." Loan Phong tỏ vẻ nghĩa khí, có cái chết nhẹ tựa lông hồng. Ám Thiên Võ Thần nghe thế liền hiểu ra mọi chuyện. Ông ta hít sâu một hơi, xoay người lại. "Tuy cậu không nói, nhưng cậu đã tiết lộ cho cậu ta biết công pháp lộ số của tôi rồi." "Sao lại như thế được chứ?" Loan Phong kinh ngạc,
Tôi từng nghe nói tới phòng cơ quan của tòa nhà treo thưởng, đó là cơ quan do truyền nhân của nhà Mặc Long Quốc cổ đại tạo ra, cực kỳ tinh xảo, được các cao thủ của tòa nhà treo thưởng dùng để tu luyện. Ám Thiên Võ Thần bình tĩnh nói: Thầy Đệ Lâm, nhốt cậu vào trong phòng cơ quan chứ không nhốt vào trong nhà giam là muốn cậu dùng võ lực đả thông cơ quan. Chỉ cần cậu dùng chiêu thì cậu ta sẽ nhìn thấu tất cả. Như vậy là có thể đoán được mấy tầng công pháp lộ số của tôi rồi. Hả? Lật phòng ngã ngồi xuống đất như người mất hồn. Thầy Đệ Lâm này đã bắt đầu nghiên cứu tôi rồi. Là mình ở trong căn phòng 7 ngày. Trong 7 ngày này, Tử Ngọc và người Bích Hồng đều canh chừng trước cửa, không rời đi nửa bước. Không phải bọn họ muốn ở lại đây, mà là lúc này Long Tâm Thành đã không còn yên bình nữa. Từ khi Thái Thiên Võ Thần rêu rao vào ở Long Tâm Thành, cả Long Tâm Thành đều trở nên sục sôi. Mỗi ngày đều có vô số người bị ông ta thu hút đến, hy vọng có thể bái kiến vị cường giả chí cao gây chấn động long mạch dưới lòng đất này. Nhưng Thái Thiên Võ Thần đến Long Tâm Thành không phải để nhận lễ bái của người ta, ông ta đến tìm người để trả thù. Vì vậy thời gian này lúc nào cũng có người lùng sục ở Long Tâm Thành tìm kiếm tung tích của Lâm Minh và Tử Ngọc. Thế gia cầm kiếm rầm rộ kéo đến giúp Thái Thiên Võ Thần tróc nã Lâm Minh. Cầm kiếm nữ cũng tới, nhưng cô ta đến không phải vì Lâm Minh mà là để tham gia Long Cung, nâng cao thực lực bản thân, chuẩn bị cho trận chiêu chiến Võ Thần sau này. Thuộc hạ của Thế gia cầm kiếm và Thái Thiên Võ Thần cũng đến tòa nhà treo thưởng lượt mấy vòng. Nhưng cũng may là hai người trốn ở tầng 1 dưới hầm nên vẫn bình an vô sự. Người thống lĩnh, lúc nào thì Thái Thiên Võ Thần này rời đi chứ? Ngày nào ông ta còn chưa đi thì chúng ta vẫn phải trốn chui trốn nhủi, chẳng lẽ phải trốn cả đời sao? Tử Ngọc than khổ không thôi. Cũng đâu còn cách nào khác, chúng ta không đánh lại được ông ta, ngoài lẫn trốn thì có thể làm gì chứ? Người Bất Hồng bất lực đáp, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngày mai là Long Cung mở rồi, Minh Chủ cũng đã đăng ký, nhưng với tình hình này thì cậu ấy có thể tham gia được không? Nhớ bị Thái Thiên Võ Thần phát hiện thì phải làm sao đây? Tử Ngọc dè dặt nói, trong tình huống đặc biệt này thì nên khuyên Minh Chủ đừng tham gia sẽ tốt hơn. Người Bất Hồng trầm tư một lát rồi nói ra. Tử Ngọc gật đầu, tỏ ý tán đồng. Đang lúc hai người đang bàn bạc thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Hai người sửng sốt, vội ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Minh hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt hốc hác nhìn bọn họ. Long Cung lúc nào thì mở ra? Lâm Minh khàn giọng hỏi. Ngày mai đi, còn tôi mua một số dược liệu chuẩn bị cho ngày mai. Dứt lời Lâm Minh đi đi thẳng ra ngoài. Minh Chủ, Thái Thiên Võ Thần đến rồi, chúng ta ra ngoài nhớ bị phát hiện dịch dung là được, nhưng đừng nhân gì nữa. Diệp Viêm đã đăng ký tham gia Long Cung, đây là cơ hội tuyệt vời, tôi không thể bỏ lỡ được. Sau khi chuyến đi Long Cung kết thúc, chúng ta sẽ rời khỏi long mạch dưới lòng đất. Lâm Minh bình tĩnh nói, vừa chân cứu dịch dung cho mình vừa đi ra ngoài. Hai người hết cách chỉ là đi theo. Ây, cậu Lâm xuất quan rồi sao? Dược liệu mang tới lúc trước cậu có hài lòng hay không? Ba người vừa đi đến đại sảnh, vừa khéo gặp được Đào Thành. Đào Thành lập tức đi tới chào hỏi nhiệt tình. Cũng không tệ, Lâm Minh gật đầu. Cậu Lâm đến đâu vậy? Một ít dược liệu. Cậu Lâm, tòa nhà treo thưởng của chúng ta muốn gì có nó, cậu cần dược liệu gì để tôi chuẩn bị cho? Đào Thành cười nói, những thứ này Lâm Minh đưa danh sách cho ông ta. Đào Thành đọc xong liền cười khà khà, trong 3 ngày sẽ có đủ, tôi cần trong hôm nay. Hôm nay sao? Đào Thành nhíu mày, thế thì sợ là không gom đủ. Cậu Lâm, các dược liệu trong danh sách này của cậu đều vô cùng quý hiếm, chúng tôi phát lệnh treo thưởng cũng cần thời gian chứ. Thế nên tôi vẫn nên đến chợ dược liệu xem thế nào. Tôi phải chuẩn bị cho Long Cung ngày mai. Là mình lấy lại danh sách, cậu vẫn muốn tham gia Long Cung sao? Hơi thở Đào Thành trở nên run rẩy, sắc mặt lúng túng. Có vấn đề gì sao? Lâm Minh tò mò hỏi. Đào Thành ngập ngừng một lát rồi ghé lại gần nhớ giọng nói. Tôi nhận được tin tức con gái Ám Thiên Võ Thần là Ám Nguyệt được cha cô ta hỗ trợ đã đột phá lên cảnh giới thiên nhân. Hơn nữa, Ám Thiên Võ Thần còn truyền thanh bội kiếm ám thương cho của ông ta cho Ám Minh Nguyệt. Thực lực của Ám Minh Nguyệt tăng vọt, dưới Võ Thần có thể nói là vô địch. Nếu cậu vẫn tham gia Long Cung chỉ e rằng lành ít dữ nhiều. Cái gì? Tấu Ngọc và Ngọc Bích Hồng biến sắc. Lâm Minh hơi nhíu mày nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Cậu Lâm, tôi nghĩ cậu cứ... Đào Thành còn định khuyên nhủ nhưng đã bị Lâm Minh ngắt lời. Không sao, anh quẳng lại hai chữ ngắn gọn rồi sẽ ngửa đầu rồi đi. Ê, cậu Lâm, cậu... Đào Thành kêu lên nhưng Lâm Minh đã đi xa. Đào Thành thở dài thường thường. Đáng tiếc đây là người kế vị Võ Thần nhưng chỉ sợ không thể ra khỏi Long Cung.
ba người dịch dung, nhưng Tửu Ngọc và người Bích Hồng vô cùng lo lắng. Đi theo sau, Lâm Minh không ngừng nhìn đông ngó tây để phòng tai mắt của Thái Thiên Võ Thần. Lâm Minh lại rất ung dung đi thẳng về phía chợ dược liệu. Lâm Tâm Thành rộng lớn, thành gì cũng có. Chợ dược liệu ở đây hầu hết đều đến từ vật diệt vong, nhưng vẫn có một số dược liệu đặc biệt chỉ có ở Long Mạch dưới lòng đất, chứ vật diệt vong không có. Hơn nữa, những dược liệu này đều có giá cao mắt ngưỡng. Chàng đại nhân, anh cần những dược liệu gì? Trước một tiệm thuốc rất sơ sài, một cô gái đang bốc thuốc thấy có khách vào liền bỏ ngay dược liệu trong tay xuống, chạy bước nhỏ tới, nở nụ cười rạng rỡ. Xin hỏi cửa hàng các cô có đủ những loại thuốc này không? Là mình chỉ danh sách ra. Cô gái cầm danh sách đọc kỹ một lượt, dường như muốn nín thở, vừa gật đầu đáp lại: được, trong vòng nửa tiếng chắc chắn có đủ. Nửa tiếng sau: là thế này đại nhân, một phần dược liệu trong danh sách này tiệm chúng tôi không có, nên tôi phải đến tiệm thuốc khác để lấy. Tóm lại, nửa tiếng chắc chắn không vấn đề gì. Vậy được, bóc thuốc cho tôi đi. Vâng, thưa anh. Cô gái nở nụ cười ngọt ngào, lập tức xoay người định chạy đi. Nhấp ngư, cháu làm cái gì vậy? Đúng lúc này, một tiếng trách mắng nghiêm nghị vang lên. Chỉ thấy một ông lão mái tóc bạc phơ và lù khù ngậm một tẩu thuốc đi từ trong nhà ra. Ông lão tóc bạc da mồi, vóc dáng gầy nhỏ, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Cô gái hoàn hồn trở lại, vừa kêu lên: ông nội, những chuyện ông dặn cháu quên hết rồi sao? Ông lão hừ muốn nói, sau đó giật lại danh sách xem một rác rồi trầm giọng nói: cháu xin lỗi quý khách, là con bé này không hiểu chuyện, những dược liệu cậu cần đều có giá trị đắt đỏ, thế nên phải trả tiền xong xuôi chúng tôi mới thể bốc thuốc cho cậu. Trả tiền trước sao? Người Bích Hồng ở phía sau tức giận, đầu ra cái kiểu trả tiền trước bốc thuốc sau chứ, nếu các ông không có hoặc để thuốc không đúng thì phải làm sao đây? Nếu quý khách không hài lòng thì chúng tôi có thể trả lại tiền. Ông lão bình thản đáp. Ông người Bích Hồng nổi giận đang định rút kiếm ra, ông lão sợ hãi biến sắc, vội vàng lùi lại: vì đại nhân này xin đừng tức giận. Cô gái vội đi tới cúi người với người Bích Hồng, vẻ mặt ai nấy: ông tôi cũng là có nỗi khổ riêng, thế này đi, tôi bốc thuốc cho các cô trước, các cô xem thuốc xong mà hài lòng thì trả tiền sau cũng được. Nói xong ly chạy đi, đúng là ngang ngược. Người Bích Hồng tra kiếm vào vỏ nhưng vẫn chưa nguôi giận. Ông à, ông làm ăn như vậy thì không bền đâu. Lâm Minh bình thản nói. Ông lão há miệng bất lực thở dài. Đại nhân, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Cửa tiệm này của chúng tôi trước giờ làm ăn rất tốt, nhưng hai năm nay những người đến lấy hàng không trả tiền quá nhiều, thế nên tôi cũng chỉ đành phải làm vậy. Mong đại nhân lượng thứ. Lấy hàng không trả tiền sao? Đây là Long Tâm Thành cơ mà, kẻ nào mà coi trời bằng vung như vậy chứ? Tử Ngọc kinh ngạc nói. Có thể là ai chứ? Đương nhiên là người của nhà Võ Thành rồi. Ông lão lắc đầu. Người của nhà Võ Thành sao? Lẽ nào là Thương Lan Võ Thành sao? Lâm Minh hài giọng hỏi. Anh vừa dứt lời, ông lão liền biến sắc, vừa vàng xua tay. Đại nhân đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nói nữa là cả nhà tôi tiêu đời mất. Lâm Minh đừng hiểu sự kiên dè của ông lão. Ở Long Mạch dưới lòng đất, Võ Thành có uy quyền tuyệt đối. Cô gái nhanh chóng mang theo rất nhiều dược liệu chạy tới. Cô ta hơi thở dốc, khuôn mặt trắng nõn lấm tấm mồ hôi, đặt dược liệu lên quầy rồi cười nói: thưa quý khách, những thứ anh cần đều ở đây cả, anh xem đi. Lâm Minh gật đầu bắt đầu kiểm kê. Cô gái có chút lo lắng, chỉ sợ Lâm Minh không hài lòng. Dù sao cũng mới nghe ông lão kể về cảnh ngộ của cửa tiệm này, cụ thể hiểu được bọn họ đang rất cần một đơn hàng để xoay chuyển tình thế. Nhưng đúng lúc này có mấy tiếng bước chân ở ngoài cửa, sau đó một giọng nói lười nhác vang lên: người nhi chuẩn bị nhung sâm cho chúng tôi, phải là loại 500 năm rõ chưa? Cô gái nghe thấy thế liền tái mặt. Ông lão cũng run bắn người lên, kinh hãi nhìn ra ngoài cửa. Lâm Minh nhíu mày ngoảnh đầu lại, thì thế một người đàn mặc chiến phục xa hoa dẫn theo mấy người nữa đi vào tiệm thuốc. Cậu Thương Lan. Cô gái lùi lại nửa bước run rẩy kêu lên: ủa, cửa tiệm của các cô cũng có khách cơ à? Người đàn ông này liếc mắt nhìn mấy người Lâm Minh, nhếch môi mỉm cười: các anh mau cút đi, hôm nay cửa tiệm này không bán. Đã Lâm Minh nghe thấy thế liền nhíu mày. Người Bất Hồng tính tình nóng nảy nhưng cô ta không hề kích động, bởi vì cô ta nghe thấy xưng hô ông lão gọi người đàn ông này: cậu Thương Lan sao? Nếu nào người này là con trai của Thương Lan Võ Thần sao? Thương Lan Phúc là con riêng của Thương Lan Võ Thần. Nói một cách nghiêm túc thì chỉ là con vợ bé, không được công khai. Đãi ngộ bình thường so với con cái của bà cả thì khác nhau một trời một vực. Thế nên những người này có thể trực tiếp đại diện cho Thương Lan Võ Thần. Người Bất Hồng nhìn về phía Lâm Minh có chút không biết giải quyết thế nào. Anh là chủ của tiệm này sao? Lâm Minh tiếp tục kiểm kê dược liệu, không nhanh không chậm hỏi ra:
Không phải. Vậy anh có quyền gì mà đuổi tôi chứ? Lâm Bình lại hỏi. Anh vừa dứt lời, đám thuộc hạ của người thanh niên kia lập tức nổi giận, súng lại bao vây. Nhưng người thanh niên lại giơ tay lên cản, nhìn Lâm Bình chằm chằm. Thú vị đó, thằng nhãi, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Không biết, cũng không muốn biết. Lâm Bình tỏ vẻ không quan tâm. Người thanh niên hít mắt lại. Đại nhân, anh đừng nói nữa, đây là cậu hai Thương Năng Ngạo của Thương Lan Võ Thành. Anh còn nói như vậy là sẽ gặp họa đó. Cô gái tên Ngư Di vội chạy ra khỏi quầy, không ngừng cúi người xin lỗi Thương Lan Ngạo. Cậu Ngạo, anh là nhân đại lượng, đừng làm khó khách hàng của tôi. Anh cần gì Ngư Di sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Cô gái tỏ vẻ lo lắng, nói đầy chân thành. Nhưng Thương Lan Ngạo lại bật cười nhìn cô gái. Ngư Di, cô nói thật chứ? Nếu tôi không làm khó hắn thì tốt cần gì cô cũng chuẩn bị cho tôi sao? Ngư Di người thay thế liền hơi biến sắc, ngập ngừng một lát nhưng không biết nếu nói gì cho phải. Được rồi, cô đã nói như vậy thì tôi còn cần nhận cái gì nhỉ? Ngư Di, chắc cô hiểu ý tôi chứ? Thương Lan Ngạo cười nói. Lát nữa đi theo tôi, đêm nay sẽ ở phủ của tôi. Chỉ cần cô hầu hạ tôi chu đáo, tôi đảm bảo tiệm thuốc của các cô sẽ càng ngày càng tốt, làm ăn thuận lợi, mỗi ngày đều đạt đấu vàng. Ngư Di sợ đến mức không dám hé răng nói gì. Là mình cũng coi như hiểu được, tại sao tiệm thuốc này lại thê thảm như vậy. Chắc là Thương Lan Ngạo nhìn trúng cháu gái của ông chủ cửa tiệm, muốn đưa cô ta về phủ của mình nhưng đối phương không chịu, nên không ngừng gây áp lực thường xuyên đến pha đám. Hắn là con trai của Thương Lan Võ Thành, cả Long Tâm Thành này có ai dám ra mặt giúp cửa tiệm này chứ? Cửa tiệm tức giận mà không dám nói. Cậu Thương Lan, ngoài việc này ra thì chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý với anh đổ cái khác được không? Người nhìn muốn khóc mà không có nước mắt. Cậu Thương Lan, cậu tha cho cháu tôi đi, chỉ cần cậu bỏ qua cho nó thì bảo tôi làm trâu làm ngựa cũng được. Ông lão đảo đi tới, quỳ xuống đất vừa dập đầu vừa van xin. Cút sang một bên. Thương Lan Ngạo có chút tức giận, đạp ông lão một cái, lạnh lùng chửi bới. Ông đây nhìn trúng cháu gái ông là phúc của nhà ông, các ông còn dám từ chối sao? Tôi nói cho các ông biết, Long Cung sắp bắt đầu, cháu gái ông bắt buộc phải hợp tu với tôi, nếu không hôm nay tôi không những lôi cháu gái ông đi mà còn đập luôn cửa tiệm ông đó. Cậu Thương Lan, ông lão nằm ở dưới đất kêu lên thống thiết. Cô gái cũng cảm thấy tuyệt vọng. Người đi đường ở bên ngoài nhao nhao nhìn vào trong hóng hớt. Khi nhìn thấy người đứng ở đây là Thương Lan Ngạo thì không ai dám nhiều chuyện nữa, vội vàng cúi đầu rồi đi, không dám ở lại thêm một chút nào. Đồ cặn bã. Tố Ngọc tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, ngửa bất đồng siết chặt chuôi kiếm chỉ bút rút ra luôn. Nhưng Thương Lan Ngạo phớt lờ bọn họ, khiếp mắt nhìn chằm chằm cô gái chờ câu trả lời của đối phương. Cô gái hoàn hồn trở lại, khoe mắt ở ngập nước, chậm rãi nhắm mắt lại, dường như định thỏa hiệp. Chẳng còn cách nào khác, cửa tiệm này là bát cơm của cả một gia đình, nên hắn làm thật thì cả nhà sẽ không còn được sống. Nhưng đến lúc cô gái định lên tiếng thì một giọng nói bình thản vang lên. Đường đường là con cháu của Thương Lan Võ Thần, vậy mà đức hạnh lại không bằng chó lợn, đúng là khiến người ta thất vọng. Thương Lan Ngạo và một đám người lập tức quay sang nhìn. Người vừa nói chính là Lâm Bình. Bọn họ đùng đùng nổi giận. Thằng chó, mày sủa cái gì đó hả? Mày chiếc ông chủ của bọn tao sao? Mày chán sống được sao? Bọn họ tỏ ra thái độ hung thần ác sát, rút đun kiếm bên hông ra. Ngựa Bất Hồng không thèm nhìn nữa, cũng rút cực kiếm ra chặn trước đám người. Thanh cực kiếm dày đồng kia rất có sức uy hiếp. Hai bên gườm gườm nhìn nhau, tất cả bỏ vũ khí xuống đi. Thứ Năng Ngạo bỗng lên tiếng. Đã thuộc hạ kinh ngạc để quay sang nhìn hắn, thì thấy hắn sắc mặt âm trầm, khóe môi nở nụ cười dữ tợn. Hắn cố gắng che giấu sự giận dữ trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Minh và Ngựa Bất Hồng. Bọn mày cũng có bản lĩnh gớm nhỉ, rút kiếm ra làm gì chứ? Muốn động đến tao sao? Nào, ta đang đứng đây này, bọn mày có giỏi thì đâm ta đi, đâm đi. Thương Lan Ngạo quát Ngựa Bất Hồng. Ngựa Bất Hồng siết chặt thanh kiếm, mãi không dám động đậy. Dù sao đây cũng là con trai Thương Lan Võ Thành, khác với con riêng như Thương Lan Phúc, đây là con trai ruột chính thống của ông ta. Động đến hắn chính là động đến Thương Lan Võ Thành. Còn ngươi ra nói gì, giết ta đi, đâm đi. Vẻ mặt Thương Lan Ngạo đầy khinh miệt và dè biểu. Không dám thì cất kiếm mày đi, một lũ thấp kém vô dụng. Anh Ngựa Bất Hồng tức đi lên, tâm trạng cũng sắp mất khống chế, nhưng đến lúc ngàn cơn trên trời tắt, bốp, một cái tát nặng nề quất thẳng vào mặt Thương Lan Ngạo. Thương Lan Ngạo không kịp đề phòng, lập tức xoay hai vòng ngay tại chỗ, sau đó ngã ngồi xuống đất, trên mặt là một dấu tay rõ ràng, đầu váng mắt hoa. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Mày dám đánh cậu chủ nhà tao? Phản rồi, mày công khai khiêu khích võ thành đại nhân sao? Một đám thuộc hạ luống cuống đỡ Thương Lan Ngạo dậy, tức giận gào thét với Lâm Minh. Mấy thanh kiếm sắc lại được rút ra chĩa về phía anh.
còn hai ông cháu Ngư Di đã gây ra như phẩm. Ai mà ngờ được Lâm Minh lại trực tiếp ra tay tát Thương Lan Ngạo trước mặt mọi người như vậy chứ. Cái tát này không chỉ vả vào mặt Thương Lan Ngạo mà chính là vả vào mặt Thương Lan Võ Thần. Chiêu kích Thương Lan Võ Thần sao? Không, tôi đang thay Thương Lan Võ Thần dạy dỗ các anh. Lâm Minh công nhân không chậm nói ra. Giữa thanh niên bạch nhật cưỡng đoạt dân nữ, ức hiếp người già, làm những chuyện không bằng cầm thú. Nếu để các anh đắc thủ thì chẳng phải Thương Lan Võ Thần sẽ mất hết mặt mũi sao? Tôi làm vậy là để giữ danh dự cho Thương Lan Võ Thần, sao thể là khiêu khích được chứ? Mày bỏ tức đi lên. Lúc này Thương Lan Ngạo cũng đã hoàn hồn trở lại, hắn lấy tay ôm mặt, thèm quá hóa giận khẽ gầm lên. Lũ vô tích sự này còn người đã làm gì? Xong đây bắt hắn cho tôi. Tôi phải đưa người này về phủ, bàn tay vạn đoạn, luyện sống anh luôn. Lên. Một đám thuộc hạ lập tức xông tới. Dựa vào bọn mày mà cũng muốn khiến nạn nhân bị thương sao? Nằm mơ đi. Người bất hồng hừ mũi nói, giơ cực kiếm lên đánh nhắm vào họ. Thuộc hạ Thương Lan Ngạo sao thể là đối thủ của người bất hồng được chứ? Chàng mấy chốc đã bị đánh te tua, nằm bẹp một chỗ rên la oai oái không thể cử động. Trận đánh nhau trong nhà lập tức thu hút sự chú ý của người đi đường, càng ngày càng có nhiều người vây xem. Ông lão chứng kiến cảnh này thì vô cùng sợ hãi, vội chắp tay lại lục. Đại nhân, cậu mau dẫn người đi đi, cậu gây họa lớn rồi.